Sân bóng đẹp nhất Hà Nội. Xin mời anh em cùng Cường Ngọc Hoài khám phá sân bóng Vinuni. Hôm nay, Như Đái Phủi có live stream trận đấu giao hữu ở đây. Trước khi vào sân thì phải làm thủ tục ở khu vực bảo vệ mới được mang loa đài cùng các thiết bị vào sân. Vị trí sân bóng Vinuni nằm ngay trong khuôn viên trường tại khu vực Ocean Park tuyệt đẹp thì chắc anh em nào cũng biết. Đường dẫn vào nhìn thẳng đến vị trí mặt trời trên đỉnh tòa tháp nghe hiệu bộ quá đẹp. Sân này chia làm hai sân 7, kích thước khá ổn và ghép lại có lẽ là để đá sân 9. Khán đài có mái che được thiết kế vô cùng hiện đại. Cùng với đó là ghế ngồi cũng cực kỳ xịn sò và chất thì đừng hỏi. Đứng ở góc quan sát này thì anh em có thể thấy được vẻ đẹp tổng thể của sân bóng là quá ư lãng mạn. Đi đá bóng mà dẫn gấu đi cùng ở một cảnh như thế này thì còn gì bằng. Mặt cỏ còn mới và lượng cao su cũng là vừa phải. Đương nhiên là với đơn vị uy tín như Vin thì việc thi công hạng mục sân bóng như này thì quá là muỗi. Nhà mình có gì ngoài tiền đâu. Đèn ở cột giữa có 10 bóng led và 4 cột góc là 8 bóng. Bật lên thì chắc đeo kính râm vẫn đá được. Khu vực vệ sinh cũng sạch đẹp, thơm phức. Và anh em có cả phòng tắm để có thể lên đồ đi chơi luôn, đỡ phải chạy về nhà. Quá là ok. Không thấy có khu dịch vụ, nhưng có một máy bán nước tự động và cả máy phục vụ nước lọc miễn phí. Mang theo một cái chai là có nước tinh khiết để anh em có thể sử dụng. Tóm lại, đây là một sân bóng quá đẹp và hội tụ đầy đủ mọi yếu tố chất lượng mặt sân, khán đài sạch sẽ, thoáng mát cho các cổ động viên. Và khung cảnh nên thơ hữu tình, nó lại là quá hợp cho thời tiết mùa thu của Hà Nội. Chả thế mà các cặp đôi vào chụp ảnh cưới đông như chảy hội. Anh em còn muốn review sân nào thì comment để Cường các bạn.